Truyền Thánh Đa Minh, đấng sáng lập dòng thuyết giáo. Tác giả: Linh mục Giuse Nguyễn Tri Ân. Giọng đọc: Vũ Lê. Thực hiện: Ban Truyền thông Đa Minh Ba Chua. Chương 16: Trên đài vinh quang. Phần mộ vinh hiển của cha Đa Minh. Trong Cựu Ước, ngôn sứ Isaiah nhìn thấy ngôi mộ hiển vinh sau cái chết nhục nhã của đấng cứu thế, nên đã nói một câu đầy ý nghĩa: trong ngày đó sẽ có người bởi dòng dõi Jesse sinh ra, đứng làm tiêu biểu cho mọi dân tộc. Cả thế giới sẽ kêu cầu khấn vái người, ngôi mộ người sẽ được hiển vinh. Phải, ngôi mộ của người sẽ được hiển vinh, vì người đã sinh ra, sống và chết trong khó khăn, hèn hạ, trong thánh giá, tượng trưng mọi đau khổ của một cuộc đời đầy sự nghiệp lớn lao cao quý. Câu nói đó có thể đem áp dụng vào đời sống của Thánh Phụ Đa Minh, và người ta thấy ứng nghiệm một phần nào. Sau một cuộc đời đầy hy sinh, đầy công nghiệp, cha Thánh đã buông hai tay xuống. Trước khi tắt thở, với lòng khiêm nhường từ hạ, người đã truyền cho con cái phải chôn vùi xác đất vật hèn của mình dưới chân anh em trong nhà. Người dạy thế cũng là phải, ít là về phương diện chủ quan. Nhưng Thiên Chúa đã làm cho phần mộ của người vinh quang trước mặt nhân loại, vì theo lời người đã phán: ai hạ mình xuống sẽ được cất lên. Ngay sau khi cha Thánh tắt thở, Thiên Chúa đã làm phép lạ phi thường, tỏ cho kẻ nọ người kia biết cha Đa Minh đã được lên lãnh phần thưởng trọng hậu trên thiên đàng trong hào quang các thánh tông đồ. Còn thi thể người, tuy phải chôn vùi trong lòng đất như bất cứ người nào khác, nhưng Thiên Chúa đã làm muôn vàng phép lạ cho những người đến quỳ cầu nguyện trên mộ cha Đa Minh. Kẻ điếc được nghe, kẻ què được đi, người mù được sáng, kẻ bị quỷ ám được trả lại tự do. Nói tóm lại, không có bệnh tật gì mà không được khỏi một khi chính bệnh nhân đến cầu nguyện trên mộ cha Đa Minh. Để bảo vệ sự tôn nghiêm nơi cung thánh, các anh em phải là một hàng rào sắt chung quanh phần mộ người. Nhìn lên bức tường gần đó, người ta thấy treo bao nhiêu di tích các nạn nhân để lại hầu tôn vinh quyền phép cha Đa Minh muôn đời. Lúc này, người ta nhận thấy thực hiện nơi cha Đa Minh lời Chúa đã phán về hạt giống gieo xuống đất. Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình. Còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Riêng đối với con cái trong tu viện Bologna, cha Đa Minh đã làm nhiều phép lạ phi thường để chứng minh lời người hứa trước khi qua đời đã bắt đầu thực hiện. Sau mấy tháng, một ngày kia, các thầy đều ngửi thấy hương hoa bát ngát từ mộ cha Đa Minh tỏa ra tràn ngập khắp các nơi trong tu viện, gây nên bầu không khí sốt sắng lạ thường. Các anh em thương yêu nhau, thi đua nhau tiến bước trên đường thánh thiện và đi giảng đây đó, làm cho nhiều tội nhân sám hối, nhiều con chiên lạc trong giáo phái trở lại đoàn. Nhiều giáo sư và sinh viên xin vào dòng, đến nỗi người ta phải nghĩ đến việc xây cất nhiều nhà trên thửa đất cha Đa Minh đã mua ít lâu trước khi qua đời, mới có thể chứa hết các thầy xin vào dòng. Những hiện tượng đó càng làm cho giáo dân nô nức tuấn đến cầu nguyện xin ơn trên phần mộ cha Đa Minh. Lễ cải táng cha Đa Minh. Các phép lạ cứ tiếp tục xảy ra trên phần mộ cha Đa Minh, khiến cho các anh em phải nghĩ đến việc cải táng người
đến một nơi xứng đáng hơn, không thể để yên chỗ cũ được. Theo nguyên tắc, các anh em muốn thi hành việc ấy cách âm thầm, thích hợp với lòng khiêm nhường của cha Đa Minh. Nhưng Thiên Chúa đã định cách khác để làm sáng danh đầy tớ trung thành của người. Năm 1227, Đức Honorio thứ ba Băng Hà và Đức Hồng Y Ugolino, bạn tâm phúc của cha Đa Minh lên kế vị, lấy hiệu là Gregorio thứ chín. Trong một cuộc tiếp xúc thân mật với các anh em dòng thuyết giáo, người trách móc anh em vì hình như không chịu cổ động phong thánh cho tổ phụ của mình. Người nói thêm: "Ta biết con người đó lắm, và ta tin chắc chắn người đã được trọng thưởng trên thiên đàng giữa hào quang các thánh tông đồ." Người khuyến khích chương trình tổ chức lễ cải táng cha Đa Minh và cử Đức Tổng Giám Mục thành Ravenna nhân danh người đến chủ tọa lễ long trọng đó trước mặt các giám mục và các nhà cầm quyền, cùng đông đảo dân chúng khắp nơi đổ đến nhân dịp hiếm có ấy. Người ta đã chọn ngày lễ hiện xuống 24 tháng 5 năm 1233, nhân dịp có tổng hội thường niên của dòng, để tổ chức lễ cải táng cha Đa Minh trước mặt 300 anh em đại biểu các nơi đổ đến kính viếng cha chung. Anh em cứ sợ rằng khi mở quan tài ra mà thấy có mùi tanh như lệ thường thì sẽ giảm bớt thanh danh cha Đa Minh một phần nào. Nhưng khi các giới tề tựu đông đủ chung quanh phần mộ thì cha Stefano, bề trên tổng quyền Lombardia, và cha Rodolfo, quản lý tu viện Bologna, khởi sự cậy tấm đá mồ lên, bỗng có mùi hương thơm tho bát ngát từ mồ tỏa ra. Tất cả mọi người hiện diện đều ngửi thấy, ai nấy cảm động đến rơi lệ, quỳ xuống tạ ơn Thiên Chúa đã dùng phương pháp ấy để đề cao nhân đức của cha Đa Minh như vậy. Khi mở quan tài ra, ai nấy đều thấy chỉ còn bộ xương, bề ngoài trông giống như muôn vàng bộ xương khác, nhưng ở đây lại là bộ xương của một đấng thánh đang xông ra mùi hương hoa bát ngát chưa từng ngửi thấy. Ai tả được sự vui mừng sốt sắng của những người hiện diện. Sau đó, cha Giordano Sasso, bề trên tổng quyền, kế vị thánh phụ Đa Minh, được hân hạnh lấy tay bốc các xương sang một hòm bằng gỗ rất quý. Khi mọi sự đã hoàn tất, Đức Tổng Giám Mục, các giám mục và quan khách đi hàng đôi rước hài cốt thánh Đa Minh sang nhà thờ mới xây cất giữa một rừng người cầm nến sáng trưng. Đến nơi, Đức Tổng Giám Mục cử hành thánh lễ trọng thể, cả đoàn sướng lên những bài du dương cảm động sốt sắng. Trong khi ấy, mùi hương thơm tho vẫn tiếp tục tỏa ra chung quanh và bay đi rất xa. Thánh lễ xong, người ta đậy hòm xương thánh lại, có ba chìa khóa khác nhau và niêm phong cẩn thận. Một chìa trao cho cha Giordano, bề trên tổng quyền dòng thuyết giáo. Một chìa trao cho ông đô trưởng Bologna. Còn một chìa nữa trao cho cha Stefano, bề trên tỉnh dòng Lombardia giữ. Sau đó lại rước hòm xương thánh đến một nhà nguyện đã xây sẵn trong nhà thờ để giáo dân đến kính viếng. 8 ngày sau, vì có nhiều nhân vật vị vọng yêu cầu, cha Giordano lại mở hòm ra, lấy sọ của cha Đa Minh cho giáo dân và 300 anh em thuyết giáo hôn kính. Đến sau, trong một lá thư gửi cho toàn dòng, cha Giordano còn nhắc đến hương thơm lạ lùng đó, để cho những người ở xa được biết việc lạ lùng Thiên Chúa đã làm trong lễ cải táng cha Đa Minh, hầu làm vinh danh người đầy tớ trung trực ấy. Ngày 5 tháng 6
năm 1267, nhân dịp khánh thành ngôi mộ bằng đá cẩm thạch chạm trổ tinh vi khéo léo do nhà điêu khắc Nicolao de Pisa, người ta lại mở quan tài ra để thiên hạ đến kính viếng thi thể cha Đa Minh. Sau cùng, ngày 15 tháng 2 năm 1383, các nhà cầm quyền cho phép mở quan tài một lần chót để lấy sọ cha Đa Minh ra chứa trong một hòm bằng kính để cho khách thập phương đến kính viếng và được chiêm ngưỡng tận mắt. Ngoài ra, cũng có ý để cung nghinh trong những dịp lễ long trọng kính thánh phụ Đa Minh hàng năm. Đức Gregorio thứ 9 lập tòa điều tra hạnh kiểm cha Đa Minh. Khi thấy các phép lạ nhãn tiền Thiên Chúa thực hiện trong dịp cải táng cha Đa Minh như thế, Đức Gregorio thứ 9 quyết định lập tòa điều tra nhân đức sự nghiệp của người để chuẩn bị suy tôn người lên đài vinh quang. Ngày 11 tháng 7 năm 1233, Đức Thánh Cha công bố sắc lệnh thiết lập tòa án theo giáo luật gồm 3 vị khôn ngoan thông thái và đạo đức. Từ ngày 6 đến 30 tháng 8 năm 1233, tòa hỏi cung 9 cha dòng thuyết giáo đã quen biết sinh hoạt của cha Đa Minh khi còn sống. Hơn nữa, để công việc được hoàn toàn chắc chắn, tòa thánh còn lập tòa án thứ 2 tại Lăng Quy Đốc, bên Pháp, nơi cha Đa Minh đã hoạt động trong một thời gian khá lâu. 26 chứng nhân đáng tin cậy đã được điều tra cẩn thận. Ngoài ra, còn có hơn 300 nhân vật cao cấp, có uy tín, vừa thề, vừa ký tên làm chứng những lời 26 chứng nhân nói trên đã khai về nhân đức, sự nghiệp cùng những phép lạ cha Đa Minh đã làm là đúng sự thật lịch sử. Sau khi đã nghiên cứu rất cẩn thận hồ sơ của hai tòa án nói trên, Đức Thánh Cha Gregorio thứ 9 triệu tập Hội đồng Hồng Y để thăm dò ý kiến riêng của mỗi vị. Trong dịp hòa hiếm này, người tuyên bố: "Ta không nghi ngờ gì sự thánh thiện của cha Đa Minh, sự thánh thiện của hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Ý kiến của đấng đại diện Chúa Giêsu ở dưới đất rất phù hợp với ý kiến của Hội đồng Hồng Y và của toàn thể những ai đã được hân hạnh giao tiếp với cha Đa Minh khi người còn sống. Đến đây, việc tuyên bố phong thánh cho cha Đa Minh không thành vấn đề nữa. Việc phải đến nay đã đến." Sắc phong thánh cho cha Đa Minh. Ngày 11 tháng 7 năm 1234 phải được ghi chép bằng chữ vàng trong lịch sử dòng Thuyết Giáo, vì là ngày cha Đa Minh được tòa thánh chính thức suy tôn lên bậc hiển thánh. Ngày hôm ấy, Đức Gregorio thứ 9 triệu tập phiên họp bất thường tại Perugia trước một số đông tổng giám mục, linh mục, các nhà lãnh đạo đời, các anh em thuyết giáo để long trọng tuyên bố cha Đa Minh xứng đáng được ghi tên vào sổ các thánh thờ danh trong giáo hội, đồng thời truyền phải làm lễ kính người ở khắp nơi. Sắc phong thánh được long trọng tuyên bố trước mặt cử tọa. Sau khi nói đến quyền phép và lòng nhân hậu Thiên Chúa đối với nhân loại trải qua các thế kỷ sau, sau khi nói đến thị kiến ngôn sứ Zacharia đã xem thấy để chỉ những nhân vật, những tổ chức trong giáo hội tùy cơ hội thuận tiện, Đức Thánh Cha nói thẳng đến vấn đề chính yếu bằng những lời sau đây: "Phần ta đã được hân hạnh quen biết cha Đa Minh từ khi còn gánh trách nhiệm nhẹ hơn trong giáo hội, và ta đã có nhiều dịp chứng kiến sự thánh thiện của người. Ngày nay,
nhiều chứng nhân đáng tin cậy đã làm chứng các phép lạ người làm là thật. Cho nên, ta và toàn thể đoàn chiên Thiên Chúa đã phó thác cho ta đều tin tưởng rằng nhờ lòng nhân từ thương xót của Thiên Chúa, cha Đa Minh sẽ lấy lời cầu nguyện mà làm ích rất nhiều cho ta. Và lúc sinh thời, người đã lấy tình bạn giúp đỡ ta thế nào, thì ngày nay trên thiên đàng cũng còn bầu cử cho ta như vậy. Bởi đó, sau khi đã được sự đồng ý của các hồng y cũng như của các cấp bậc khác giúp việc tòa thánh, ta quyết định biên tên người vào sổ các thánh. Ta cũng quyết định và truyền cho các nơi phải làm lễ trọng kính người ngày 5 tháng 8, nghĩa là hôm trước ngày người từ giã cuộc đời này, để lên lãnh phần thưởng các thánh trên thiên đàng, vì người đã nên giống các thánh. Nhờ đó, ta hy vọng rằng Thiên Chúa, đấng người đã hết lòng tôn kính khi còn tại thế, sẽ nghe lời người cầu bầu mà ban cho chúng ta ơn thánh ở đời này và phúc trường sinh vinh hiển ở đời sau trên thiên đàng. Ta cũng ước mong cho ngôi mộ của một đấng thánh đã thực hiện nhiều phép lạ để làm sáng danh giáo hội được giáo dân tôn trọng đến kính viếng. Vì vậy, ta cậy vào lòng nhân từ Thiên Chúa và lấy quyền hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô ban cho những kẻ lấy lòng sốt sắng, hợp với lòng ăn năn sám hối vì tội đã phạm mà đến viếng mộ người trong ngày lễ nói trên, thì được hưởng ân xá một năm. Làm tại Rieti, ngày 11 tháng 7 năm 1234. Chúng tôi xin lưu ý bạn đọc điểm sau đây. Sở dĩ Đức Gregorio thứ 9 chỉ ngày 5 tháng 8 để làm lễ kính Thánh Phụ Đa Minh là vì khi ấy, ngày mùng 6, ngày cha Đa Minh tạ thế, đã dành riêng để kính Thánh Sixto Giáo Hoàng Tự Đạo. Đến sau, Đức Clemente thứ 8 đã dâng ngày 5 tháng 8 để kính nhớ lễ Đức Mẹ xuống tuyết, nên đã dời lễ kính Thánh Đa Minh lên ngày 4 và hiện nay là ngày 8 tháng 8. Di sản Thánh Phụ Đa Minh để lại cho con cái. Trong thư thứ 2 của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi cho giáo đoàn Corinto đã nêu ra một nguyên tắc rất đúng với các gia đình. Cha mẹ phải tích trữ của cải cho con cái. Câu nói đó không những thích hợp với bổn phận cha mẹ phần xác, mà lại cũng thích hợp với bổn phận cha mẹ thiêng liêng nữa. Thánh Đa Minh thật là tổ phụ một dòng mới, mà các phần tử có quyền đòi hỏi nơi người một gia sản đầy đủ về tinh thần lẫn vật chất để có thể sinh sống và hoạt động một cách đắc lực. Di sản đó chính là gia đình Đa Minh, người trối lại cho con cái trước khi qua đời. Người ta biết rằng năm 1215, khi Thánh Phụ Đa Minh sáng lập dòng mới, thì chỉ có 6 anh em xin làm con cái người. Đến năm sau lại thêm được 10 anh em nữa. Từ đó cho đến năm 1221, nghĩa là trong vòng 5 năm, người đã lo liệu cách trực tiếp hay gián tiếp xây cất được 30 tu viện ở hầu hết các nước phương Tây. Trong các tu viện đó, người đã đào tạo cho con cái trở nên chiến sĩ đức tin, ra đi rao giảng tin mừng khắp nơi. Hàng ngàn chiến sĩ đã được sống dưới sự ấp ủ của cha Thánh Đa Minh, đã học được tinh thần xả kỷ hy sinh, thi đua tiến đức trên con đường thánh thiện. Trong số đó, nhiều vị sau này đã được suy tôn lên bậc hiển thánh như Jacinto, hoặc chân phước như Reginaldo, Magnet de Guzman, Bertrando Garriga.
Giordano Saxo, Joan Saleno, Ceslao, Isnado Chiambo, Guala Ronio, Sadoc và 48 đồng nghiệp tử đạo. Trong số nữ giới, người ta nhận thấy có các thánh Diana, Cecilia và Amata. Thật là cây lành sinh trái thánh. Khi thánh phụ Đa Minh qua đi, theo lời người đã hứa khi còn trên giường hấp hối, thì sau khi qua đời, người sẽ bảo vệ dòng và làm cho dòng phát triển mạnh mẽ gấp bội. Đúng thế, kể từ khi tiếng phép lạ cha Đa Minh đã làm ở đây đó đồn ra khắp nơi, nhiều nhân vật trong giới trí thức xin gia nhập dòng Đa Minh. Đến nỗi ngay trong thời thánh Giordano Saxo, người kế vị trực tiếp thánh phụ Đa Minh, dòng đã xây cất được gần 150 tu viện ở nhiều nơi. 2-3 năm sau khi thánh phụ qua đời, dòng đã có 45 tỉnh dòng. Năm 1245, dòng đã đào tạo cho hơn 30.000 anh em đi hoạt động truyền giáo khắp nơi. Sở dĩ dòng còn tồn tại, còn hoạt động cho đến ngày nay là nhờ công nghiệp và sự bảo vệ của Thánh Phụ Đa Minh ở trên thiên quốc. Trong vòng hơn 8 thế kỷ nay, mặc dù gặp nhiều gian nan trắc trở, nhiều chướng ngại vật trên bước đường tiến của mình, dòng Đa Minh vẫn hiên ngang tiến trên con đường đã được khai quang để duy trì gia sản quý hóa cha Đa Minh trối lại cho con cái. Hơn nữa, Thánh Phụ Đa Minh còn trối lại cho con cái hai tinh thần cao quý khác. Chúng tôi muốn nói đến tinh thần phục vụ giáo hội và tinh thần thi đua tiến đức. Nói đến tinh thần phục vụ giáo hội, người ta liên tưởng đến những người đã tham gia đắc lực trong các hoạt động của giáo hội. Ngoài số rất đông các anh em chuyên môn truyền giáo theo tinh thần Thánh Tổ Phụ, gia đình Đa Minh còn đóng góp cho giáo hội 4 vị giáo hoàng thời danh. Trong đó có 3 vị đã được suy tôn lên bậc hiện thánh hoặc chân phước, như chân phước Innocentio thứ 5, chân phước Benedicto thứ 11, Đức Benedicto thứ 13, sau cùng là Thánh Pio thứ 5. Ngoài ra còn có 69 hồng y, hơn 30 thượng phụ giáo chủ, gần 500 tổng giám mục, hơn 2.000 giám mục, hơn 1.000 khâm sứ tòa thánh, hơn 80 đặc sứ Đức Giáo Hoàng, 350 linh mục giữ chức tuyên úy hoàng gia và các nhà cầm quyền cao cấp. Về phương diện văn hóa, người ta cũng nhận thấy một số rất đông các triết gia, luật gia, các thầy giáo lý danh sư. Trong đó có Thánh Tuôma tiến sĩ thiên thần đứng tiên phong xây dựng một nền triết học và thần học mới để giải thích hợp lý và bảo vệ đức tin và giáo hội một cách hữu hiệu. Đến nỗi trong sắc phong thánh cho người, Đức Giáo Hoàng Gioan thứ 22 không ngại quả quyết mỗi đoạn sách tổng luận thần học của người đã chép ra là một phép lạ. Vì vậy, thế giới Công giáo đã tự động tặng cho người một tước hiệu tiến sĩ thiên thần, vì người rất thông minh và trong trắng như thiên thần trên trời. Tước hiệu huy hoàng đó đã được Đức Pio thứ 5 chính thức công nhận. Đến sau, Đức Leo thứ 13 đã công bố một sắc lệnh suy tôn người làm bổn mạng các học đường Công giáo. Sau cùng, người ta phải nói chi về tinh thần thi đua tiến đức mà Thánh Phụ đã để lại cho con cái. Như cây lành sinh trái tốt, cha Thánh đã trù liệu cho gia đình thiêng liêng của người có đủ nhựa sống trong sự thánh thiện, để những ai cố gắng thi đua sẽ tiến trên con đường đạo đức một cách mau chóng và hữu hiệu. Người ta biết rằng, ngay khi còn sống,
Thánh phụ Đa Minh đã đào tạo một số con cái thánh thiện, đến sau đã nên thánh thời danh. Và từ đó đến nay, ngoài số rất đông con cái người được chết trong ơn nghĩa Chúa, còn có nhiều vị đã được giáo hội suy tôn lên bậc hiển thánh hoặc chân phước. Các vị ấy đã được vinh dự đứng trong hàng ngũ các thánh tông đồ, hiển tu, tiến sĩ, tuẩn giáo, đồng trinh, thủ tiết. Con số này hiện nay lên tới gần 300. Và trong số đó, dòng Đa Minh tại Việt Nam được hân hạnh đóng góp 38 vị thánh tử đạo thuộc các tầng lớp đạo đời như giám mục, linh mục, thầy giảng, quân nhân, thương gia, nông dân. Tổng kết. Sau khi đọc hết tiểu sử Thánh phụ Đa Minh, đấng sáng lập dòng Thuyết giáo, cũng như tiểu sử của các thánh nam nữ khác, chúng ta thấy lời vua David nói rất đúng. Thiên Chúa tỏ ra rất lạ lùng trong đời sống các thánh. Thật vậy, đọc hạnh các thánh, chúng ta thấy Chúa đã tỏ mình ra dưới nhiều hình thức. Người đã dùng các thánh thuộc hết mọi tầng lớp xã hội, nam phụ lão ấu, để làm nên nhiều việc lạ lùng chưa từng có. Khi dùng các thánh để thi hành những sự kiện phi thường đó, Thiên Chúa có ý cho chúng ta nhìn qua các thánh để nhận biết quyền phép và lòng thương xót của Người. Đồng thời cũng có ý cho nhân loại bắt chước các nhân đức và dõi theo con đường thánh thiện các Ngài đã đi khi còn tại thế, để sau này chúng ta cũng sẽ được cùng với các Ngài ngợi khen chúc tụng quyền phép và lòng nhân hậu vô biên của Thiên Chúa đời đời trên thiên quốc. Đó cũng là mục đích chính yếu chúng tôi dự định trong khi sưu tầm và biên chép tập tiểu sử Thánh phụ Đa Minh, đấng sáng lập dòng Thuyết giáo này. Lạy Cha Thánh Đa Minh, sau khi đọc lại hành thánh của Cha và chiêm ngưỡng gia sản quý hóa Cha đã dày công xây dựng và trối lại, chúng con mới biết rằng chính Cha là cây hằng sống Thiên Chúa đã trồng trong giáo hội hơn 8 thế kỷ nay, để nhân loại nói chung và con cái của Cha nói riêng được thừa hưởng quả phước ngon ngọt của Cha. Xin Cha làm cho chúng con trở nên quả phước phát sinh bởi Cha, như hoa trái phát sinh bởi cây hằng sống, để nhờ nhựa sống siêu nhiên của Cha thông ra, chúng con được lớn lên dần dần cho đến ngày sinh hoa kết quả và được Cha hái về trời tiến dâng lên trước ngai Thiên Chúa. Đó là điều ước mong duy nhất của chúng con bây giờ và mãi mãi.